Thưa quý vị, nhằm chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa gây tăng giá bất hợp lý, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Sở Công Thương tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 2024. Năm nay, tổng số tiền dự trữ hàng hóa của 20 doanh nghiệp tham gia bình ổn gần 1.250 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với kết quả thực hiện năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bách hóa tiêu dùng, hóa mỹ phẩm là 682 tỷ đồng, tăng 6,5% so thực hiện năm trước. Xăng dầu, khí, dầu mỏ, hóa lỏng là 567 tỷ đồng, bằng 99% so thực hiện năm trước. Sở Công Thương tỉnh An Giang sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các hoạt động bình ổn thị trường, tuyên truyền các điểm bán hàng bình ổn và các hình thức khác như treo pano, băng rôn tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh, chuỗi cửa hàng Winmart Cộng và dọc theo các tuyến đường trọng điểm. Mời các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký tham gia điểm bán hàng bình ổn. Cùng với đó, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết để chủ động có phương án hoặc đề xuất kịp thời với Ủy ban Nhân dân tỉnh, bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm ổn định thị trường khi cần thiết. Phối hợp các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nguồn hàng, triển khai hoạt động bình ổn thị trường, bao gồm các mặt hàng thiết yếu kèm theo các chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà, bốc thăm, trúng thưởng. Thời gian thực hiện bình ổn từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện kích cầu tiêu dùng và phục vụ Tết, phối hợp với siêu thị Co.opmart Thoại Sơn, Vinmart Cộng tổ chức 7 chuyến hàng Việt về nông thôn nhằm đảm bảo cung ứng đa dạng hàng hóa thiết yếu chất lượng, giá cả phù hợp cho người dân.